là cách mà tôi đón sinh nhật cho 10 tuổi của mình. Một mốc tuổi thật ý nghĩa nên cũng phải kỷ niệm nó thật long trọng và ấn tượng đến nỗi xếp thành ngày giỗ của tôi luôn. Địa điểm tôi chọn để tổ chức sinh nhật lần này là khách sạn 5 sao tọa lạc tại bệnh viện thú y, với chi phí gần 5 triệu cho 3 ngày mùng 3 đêm. Cái gì vậy bà nội? Bên cái không khí ở đây cũng thật thanh khiết, thật nhiều nhiều oxy, thật luxury. Còn bà bu tôi bảo đó chính là mùi tiền. Mỗi giờ hít thở của tôi đâu đó khoảng 100,000 thôi. Chỉ có sinh nhật 10 tuổi mới được ở cái phòng ngủ trăm cụ, hay người ta còn gọi là phòng upper sea đó. Chỗ này tổ chức sinh nhật rất là chu đáo, được chụp hình nghệ thuật nè. Ăn ngủ ở đây 3 ngày, bác sĩ còn bảo do tôi đã lớn tuổi, nên nếu may mắn sẽ được tặng một chiếc vé đi đầu thai kiếp khác. Còn không thì trả lại nhà cho bà bu hầu hạ tiếp. Nói chung thì tại cuộc sống kiếp này cũng gọi là khá giả, nên tôi quyết định sẽ sử dụng tấm vé may mắn đó sao. Về nhà bà bu đã mượn đâu được cái máy ta ong xì xịt đét. Thế là không được ra thú y nằm ngủ nữa mà chỉ cần ra đó để chích thôi. Sau một tháng sinh nhật, giờ tôi đang hạnh phúc tuổi 11 bên con cháu. Các bạn có thể thăm tôi ở cà phê Mèo Cất Phê quận 1 nhé. Happy birthday to me. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.